nay chúng ta sẽ đến với đề số 67. Suy nghĩ về con đường đến với thành công của mỗi người. Trang 206. Con đường đến với thành công. Ok. Cái đề này thì hơi trừu tượng đúng không? Ok, các bạn có thấy cái đề này là hơi trừu tượng không? Đi thi lỡ may có những đề nó trừu tượng sao? Đấy. Nào, lỡ may đi thi nó có những cái đề trừu tượng mãi không tưởng tượng được ra. Thì bây giờ biết làm nào. Đấy, giờ biết làm nào. Đi thi có những cái con đề này đường này à, có những cái đề như này sao? Suy nghĩ về con đường đến với thành công. Nào, suy nghĩ về con đường đến với thành công của mỗi người. Đấy, có nghĩa là bạn suy nghĩ gì về cái con đường đến tới với thành công. À, hôm nay thì cô muốn sáng hôm qua để livestream. À, đêm hôm qua livestream, tối hôm qua livestream thì quên mất nói một cái mục, đó chính là hướng dẫn các bạn cái cách để tư duy tí mí. Đấy, thì đối với cái đề này cũng thế. Theo các bạn thì đối với cái đề này các bạn sẽ tư duy kiểu gì? Để tư duy kiểu gì? Nào, tư duy kiểu gì để tìm ý bây giờ? Đấy. Các bạn định tư duy cái đề này như thế nào? Đây ạ. Các bạn tư duy cái đề này như thế nào? Suy nghĩ về con đường đến với thành công. Cô muốn hỏi các bạn, các bạn cái ý mà các bạn sẽ triển khai cho cái đề này cái đã. Nếu là cô thì cô sẽ các bạn định triển khai theo mấy ý? Cô thì cô sẽ triển khai theo 3 ý. Đấy, cô nhá, Ami sẽ triển khai theo 3 ý. Còn các bạn sẽ triển khai theo những ý nào? Các bạn sẽ triển khai theo mấy ý? 3-4 ý. 3-4 ý ở đây cụ thể là những ý gì? Theo các bạn định nhờ những ý gì? Khó đấy, đề này để mở nên là thật ra là cần phải tư duy. Để mở nên là đành ra là phải hơi suy nghĩ một tí. Đấy, để mở. Tuy nhiên mở kiểu gì đi chăng nữa thì cũng sẽ có cách mở. Đấy, nhá. Để mở kiểu gì đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có cách đóng. Nào, suy nghĩ về con đường đến với thành công. Có nghĩa là khó thế nhỉ? Khó thiệt cô ạ, nên suy nghĩ nhiều chiều. Thế tóm lại là nhiều chiều thì nó là cái gì? Thế bây giờ thử nói một ý đi. À, có nghĩa là cái con đường đến với thành công. À, cái con đường đến với thành công. Có một bạn cho rằng là không được lười biếng. Không lười biếng. Không lười biếng. Ok, đấy cũng là một ý. À, cái đến với thành công là con đường riêng, lựa chọn riêng của mỗi người. À, cái có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái lựa chọn riêng đúng không ạ? Sao các bạn trả lời nó mệt mỏi thế nhỉ? Các bạn trả lời mà cô cũng không thể hình dung được là nó như thế nào. Đấy có nghĩa là mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Người ta đang hỏi là suy nghĩ về con đường đến với thành công thì mỗi người đều có một hướng đi riêng thì nó cũng trừu tượng nhỉ? Thật ra là cái câu trả lời của bạn nó cũng trừu tượng hơn cả đề luôn ấy. Cái câu trả lời của bạn nó còn mở hơn cả đề.
Cái con đường đến với thành công là phải có mục tiêu. Đúng rồi, ôi giời, mãi thì mới có một cái ý mà cảm thấy là nó cụ thể một tí. Nghĩa là nó phải có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu. Rồi cái gì đây? Có mục tiêu này. Có kế hoạch. Đấy, đường đi nước bước là Văn nói rồi đấy nha. Là Dương Cẩm Ly nhá. Mình dùng là mục tiêu kế hoạch. Đấy, thay vì mình dùng là đường đi nước bước. Đường đi nước bước là Văn nói rồi nhá. Đấy, ok, mình không sử dụng cái này, mình sử dụng là có mục tiêu, có kế hoạch rõ ràng. Ok ạ. Và thay vì nếu như muốn sử dụng Văn nói là mình sẽ có một cái tấm bản đồ riêng. Đấy, tấm bản đồ riêng cho những kế hoạch đặt ra. Thế nhá, còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không? Cái gì đây? Con đường đến với thành công sẽ đạt mục đích mà đặt là con đường đạt đến mục đích mà bạn đặt ra và cao hơn. Sao câu trả lời của Kim Phụng mà cô thấy nó đọc xong cái câu trả lời mà cô toàn sao bay trên đầu thôi. Đấy. Đấy, ok ạ. Nào. Có nghĩa là cái gì, câu trả lời của Phụng khó hiểu rồi. Có nghĩa là phải đạt được ngoài cái dự định và cái kế hoạch của mình. Đúng không ạ? Nó có nghĩa là nó phải cái kết quả mà mình đạt được nó phải cao hơn dự định hả? Đấy, cái kết quả phải không? Kết quả đạt được phải cao hơn dự định. Sao khó hiểu thế nhỉ? Còn gì nữa mà? Còn gì nữa không? Là phải a à, là phải có sự chuẩn bị. Ok ạ. Đấy, là phải có sự chuẩn bị. Còn cái gì nữa? Không hề dễ dàng. À, rồi. Với là con đường đến với thành công là có nhiều khó khăn thách thức đúng không ạ? Có nhiều khó khăn. Thách thức buộc chúng ta phải kiên trì vượt qua. Đúng không ạ? Kiên trì vượt qua, cô mãi mới thấy cái ý này nó rõ ràng và cụ thể một tí này. Đấy, còn gì nữa không? Con đường đến với thành công phải chạy là con đường chạy đầy hoa hồng, không phải là con đường chạy đầy hoa hồng mà có những cái, đây có những khó khăn, có những chông gai, có những thách thức đúng không ạ? Có những chông gai. Ok. Có những thách thức. Ok đúng ạ. Còn gì nữa không? Con đường đến với thành công là nơi rèn giũa ý chí cho bạn trở nên gan góc và bền bỉ. À, con đường thành công là nơi mà các bạn rèn ý chí. Đúng không ạ? Bền bỉ. Còn gì nữa? Ok rồi, tạm thời là cũng có vài cái ý rồi. May quá, trộm vía á. Cũng trả lời được vài ý. Đến lúc mà không trả lời được cái ý nào thì thật sự cảm thấy là rất là đau đầu. Cảm thấy rất là cảm thấy buồn luôn đấy. Thì thôi thì cũng được vài ý. Ok, vài ý thì cũng gọi là được rồi. Đấy, tuy nhiên thì các bạn nhìn xem này. Các bạn thể thử để ý xem là cái con đường đến với thành công thì cái này nó đã có mục tiêu chưa? Đấy, nó có cái mục tiêu là cái đích là thành công rồi. Nên cô nghĩ là cái ý này là nó không cần thiết này. Đấy, ok, là cái ý này 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 là nó không cần thiết này. Ok ạ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tại vì suy nghĩ về con đường đến với đối với thành công thì thành công nó chính là đích đến rồi. Thành công nó chính là mục tiêu rồi. Thành công nó chính là cái kế hoạch mà mình đặt ra rồi. Đúng ạ. Nên cô nghĩ rằng là cái ý là trên con đường đến với thành công mình phải có mục tiêu. Thì cô nghĩ rằng là nó hơi sai 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 sai. Đấy nhá. Có nghĩa là thành công nó là một cái đích đến của mình rồi. Thành công nó chính là cái điểm cuối cùng rồi. Thành công nó chính là cái kế hoạch rồi. Thành công nó chính là cái mục tiêu rồi. Nó chính là cái đích cuối cùng rồi. Nên cô nghĩ là nó dường như là nó hơi sai sai. Với tiếp theo là trên con đường đến với thành công là mình phải đạt kế hoạch cao hơn dự định. Đạt đạt kết quả cao hơn dự định thì cô nghĩ rằng là nó cũng hơi hơi không đúng với yêu cầu của đề. Đề yêu cầu bạn là suy nghĩ về con đường đến với thành công. Có nghĩa rằng là từ cái điểm A đến cái điểm B, bạn nó đang ở đây. Đấy, thành công của bạn là nó ở đây. Vậy trên cái con đường đi từ A đến B này thì bạn suy nghĩ gì về nó? Cô nghĩ nó là như thế mà. Đúng không ạ? Cô nghĩ nó là thế mà. Các bạn có thấy đúng không ạ? Đúng không?
Đấy, để mở thì nhiều khi nó cũng cần phải cần phải tư duy một tí thôi. Đấy, thế có nghĩa là hai cái ý này thì cô không có đưa cho vào trong bài viết của mình. Đấy, còn tiếp theo là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Đúng là con đường đến với thành công là cần phải có sự chuẩn bị, ok ạ. Nhưng mà cô nghĩ rằng là nó cũng cần phải tư duy một tí, là trên cái trong cái quá trình mà mình đi này này, nó gặp cái gì. Thì đối với bà đề bài này á, cô sẽ triển khai theo ba ý nhá. Người ta chỉ nói là suy nghĩ về cái con đường bạn đi á, bạn đi từ điểm A đến điểm B, có nghĩa là điểm A nó chính là điểm bắt đầu rồi, điểm B nó chính là điểm kết thúc rồi, bạn sẽ phải có một cái sự chuẩn bị rồi. Thế chuẩn bị cái gì mới là cái quan trọng á? Cái điều quan trọng đây là chuẩn bị cái gì. Nhiều khi á, các bạn đưa ra các ý nghị luận xã hội, các bạn thấy nó quá là chung chung. Thứ nhất là bạn bảo là có sự chuẩn bị. Thế chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiền bạc hay là chuẩn bị vật chất hay là chuẩn bị cái gì? Đấy, nó mới là cái điên đầu. Đấy, cái điều người ta cần nhất thì các bạn lại không nói. Đấy, các bạn cũng nói là cần cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đấy, thì lại không nói. Tiếp theo này, mỗi người đều có một hướng đi riêng, đúng. Thế cái hướng đúng là mỗi người đều có một hướng đi riêng, mỗi người đều có một cái cách thức riêng, nhưng trên cái con đường đấy, trên cái cách thức mà bạn đi đấy, trên cái quãng đường mà bạn vạch ra đấy thì nó gặp những cái gì đó thì lại không nói. Nếu nó chung chung như thế này thì nó lại hơi hơi trừu tượng so với đề đấy. Không lười biếng, đúng là không lười biếng, ok, đúng. Cái định ý này thì cô chấp nhận này. Đấy, cái ý đều có khó khăn thách thức là cô chấp nhận này. Đấy là rèn giũa ý chí này thì cô chấp nhận này. Nhưng các bạn để ý xem, có phải là khi các bạn gặp khó khăn thách thức là các bạn rèn giũa ý chí không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Khi mà trên cái quá trình mà bạn đi, bạn 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 không 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 lười biếng. Đúng. Vậy không lười biếng là nó chính là cái ý chí mà các bạn vạch ra các bạn đi, đúng không ạ? Đấy là cái ý chí, cái sự quyết tâm của các bạn trên cái con đường này, đúng không ạ? Vậy thì đối với bản thân cô ấy, cô sẽ gom nó thành ba ý. Người ta đang bảo là mình suy nghĩ gì về con đường đến với thành công mà. Đúng ạ? Bạn thử nghĩ lại yêu cầu để nghĩ là bạn suy nghĩ gì về cái con đường đến với thành công. Thì cô ấy thì cô suy nghĩ ba ý như sau. Ý thứ nhất là con đường đến với thành công ấy, nó sẽ là một cái con đường, là cái nơi thể hiện cái ý chí quyết tâm của mỗi người. Đấy, thứ nhất, ý thứ nhất mà cô đưa ra là gì ạ? À, con đường đến với thành công là nơi mà thể hiện ý chí quyết tâm của mỗi người. Có đúng không ạ? Đấy, nhá, đây là nơi. Đấy, thể hiện ý chí quyết tâm của mỗi người. Đấy. Và ý thứ hai mà cô nghĩ là cái con đường đến với thành công này này, nó sẽ không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi. Đấy, không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi, mà nó sẽ là một con đường như nào ạ? À, nó sẽ là con đường đầy khó khăn. Đầy khó khăn. Đầy thách thức. Đầy chông gai. Đầy những sỏi đá. Đầy những gập ghềnh. Ok chưa? Đấy, bởi vì người ta đang bảo là suy nghĩ về con đường đến với thành công mà. Thì cô nghĩ là à, con đường đến với thành công nó là cái quá trình mà mình đi á, cái quá trình mà mình thực hiện ấy, cái quá trình mà mình làm ấy, nó sẽ thể hiện ý chí quyết tâm kế hoạch dự định của mỗi người. Có đúng không ạ? Có đúng không? Đấy, thể hiện ý chí quyết tâm ở kế hoạch của mỗi người. Nếu như các bạn đang đi mà các bạn buông bỏ, các bạn đang đi mà các bạn quay đầu, các bạn đang đi mà các bạn không thích đi nữa. Đấy, thì có phải rằng là các bạn không có ý chí và không có cái sự kiên định trong nó không ạ? Nhưng mà đôi khi á, các bạn quay đầu để tìm cho mình một hướng đi mới, nó cũng là điểm tốt chứ không phải là điểm điểm xấu. Đấy, bây giờ các bạn đi trên cái con đường bạn đến với thành công, các bạn thấy rằng là cái con đường đấy cần phải có những cái cách thức mới. Cái con đường đấy cần phải đi một cái hướng mới. Thì các bạn từ bỏ cái con đường này, các bạn tìm một con đường khác. Thì
nó cũng đúng chứ, không phải nó sai đâu. Đấy, vậy vậy thì nghĩa là cái con đường mà mình đến với thành công ấy thì nó sẽ không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi, mà đấy là một con đường đầy khó khăn, đầy thách thức, đầy chông gai và đầy sỏi đá. Đây chính là ý thứ nhất mà cô sẽ đưa ra này. Đấy, sau đó là cô sẽ đến cái ý thứ hai, đó là cái ý này. Khi mà chúng ta đứng trước những khó khăn thách thức như thế này thì chỗ nó sẽ thể hiện ý chí này. Đấy, nó sẽ thể hiện sự quyết tâm này. Nó sẽ thể hiện cái sự kiên định của mỗi người này. Đúng không ạ? Đấy, kiên định mỗi người thì đây sẽ là cái ý thứ hai mà cô sẽ triển khai. Xong chưa ạ? Còn một cái nữa. Còn một cái nữa, cái ý thứ ba ở đây đó chính là gì? Đấy chính là khi mà mình đi, mình cảm thấy cái con đường đấy nó không phù hợp với bản thân nữa, hoặc cái cách thức mà mình đi nó đang sai, thì mình sẽ tìm cái hướng đi mới cho nó. Có đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ thể hiện cái gì ạ? À, nó cần đến cái sự tinh tế, nhanh nhạy, đúng không ạ, của mỗi người. Người ta đang nói là suy nghĩ về con đường đến với thành công mà, nghĩa là trên con đường thành công thì mình sẽ gặp những gì, và cái sự xử lý, cái cách ứng xử của mình trước những cái vấn đề mà mình gặp phải nó như thế nào. Đấy, có đúng không ạ? Đấy, và trên con đường đến với thành công nó sẽ có những quãng bằng phẳng, nó sẽ có những cái quãng mà dễ đi, và bên cạnh đó nó cũng sẽ có những cái đoạn gập ghềnh, có những cái đoạn khó khó đi. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, đúng không ạ? Đấy, còn những cái ý mà các bạn nói á, những cái ý bạn nói là trên con đường bạn đi thì cần có sự cổ vũ của tinh thần, cổ vũ về tinh thần từ bạn bè, từ người thân, là nó sẽ nằm ở cái ý sau cái ý gặp những khó khăn gập ghềnh. Đấy, gặp những ý khó khăn gập ghềnh. Khi chúng ta gặp những cái đoạn khó khăn đấy, khi chúng ta cần những đoạn gập ghềnh đấy, chúng ta cần sự cổ vũ tinh thần, cần có một điểm tựa để quay về, để có một cái nơi để giúp các bạn vượt, cổ vũ bạn về tinh thần để bạn vượt qua những điều đấy. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ nằm sau trong cái ý này. Đấy, trong cái ý này. Được chưa ạ? Đấy, nằm trong ý này này. Cô hỏi các bạn là cô nghĩ rằng là cái sự cổ vũ từ gia đình và người thân ấy, rồi cái động lực để cho bạn bước đi á, nó sẽ nằm ở cái yếu tố chuẩn bị. Khi bạn bước đi trên con đường đấy, bạn cần cổ vũ tinh thần rồi. Khi bạn chuẩn bị bắt đầu cái con đường đấy là bạn cần 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 sự cổ vũ rồi. Đấy, người ta chỉ hỏi là suy nghĩ về con đường đến với thành công, nghĩa là cái con đường đấy nó như thế nào. Ok ạ? Các bạn ạ? Nhá. Ok chưa? Khi người ta hỏi là suy nghĩ về con đường đến với thành công thì cái con đường đấy nó như thế nào, và trong quá trình mà bạn đi nó cần cái gì. Ồ, có đúng không ạ? Đúng không? Đấy, vậy thì ok, suy nghĩ về con đường mà mình đi á, các bạn có thể triển khai theo những cái nội dung như sau. Cái nội dung thứ nhất đó chính là gì ạ? Để đến được với cái điểm cuối cùng ấy, thì chúng ta cần phải đánh đổi mồ hôi, công sức, tiền bạc và thậm chí là những mối quan hệ. Ok ạ? Các bạn có thể triển khai theo cái dàn ý trong đây, hoặc các bạn có thể triển khai theo cái cách của cô. Được chưa ạ? Đây nha, cái cách thứ nhất đó chính là suy nghĩ về con đường mà mình đi thì cái con đường mà mình đến đến việc thành công á thì mình phải trả giá rất là nhiều thứ. Đấy chính là mồ hôi, công sức, trí tuệ, tiền bạc và thậm chí là những mối quan hệ để mình có thể quyết đi đi sống hết mình với cái mục tiêu của mình. Và thành công chính là mục tiêu, thành công chính là kế hoạch. Đấy, hoặc là đây, trên con đường bạn đến với thành công ấy, nó sẽ trải qua những nỗi đau, trải qua những vấp ngã, trải qua những thất bại. Đôi khi là làm chúng ta nhụt chí và làm chúng ta tuyệt vọng, làm chúng ta muốn buông bỏ cái đích mà chúng ta đã đặt ra. Đấy, thế nhá. Nghĩa là cái con đường đến với thành công chúng ta phải trả giá rất là nhiều thứ. Là tiền bạc, mồ hôi, công sức, đủ đủ thứ. Đấy, và thứ hai là cái trên con đường mà mình đi á là mình sẽ có gặp những cái gập ghềnh, gặp những cái khó khăn, mình sẽ có những lúc mình vấp ngã, có những lúc mà mình đau đớn. Đấy, có những lúc mà mình phải hứng chịu những cái cảm giác, những cơn giông bão. Và có những lúc các bạn buồn chán, có những các bạn lúc các bạn nhụt chí, có những các bạn tuyệt vọng. Đấy, được chưa ạ? Ok chưa?
Đấy là ý thứ hai. Và để đến với thành công ấy, chúng ta cần phải bước qua cái rào cản. Đó chính là gì ạ? Đấy chính là những cái khó khăn. Đó, và đòi hỏi chúng ta cần phải có sự nhiệt huyết, chúng ta cần phải có sự tự tin, chúng ta cần phải có sự kiên định, chúng ta cần phải có sự quyết tâm, chúng ta cần phải có ý chí. Đấy là ý thứ ba nhá. Đấy, tiếp theo đấy chính là gì ạ? À, đó chính là để chúng ta đến được cái đích cuối cùng ấy, thì chúng ta cần phải trải qua một quá trình. Đấy chính là quá trình mà chúng ta đi. Và quá trình mà chúng ta đi đấy, nó sẽ rèn luyện cho chúng ta những cái đức tính tốt. Đúng ạ? Nó sẽ rèn cho chúng ta những cái đức tính tốt. Tiếp theo đó chính là trên cái con đường mà mình đến với thành công ấy, đòi hỏi chúng ta phải mạo hiểm. Đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng một cái tinh thần, đó chính là thử sức. Đấy, đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần là chúng ta sẽ phải đối mặt với rất là nhiều thứ. Đấy, thì đấy cũng chính là những cái nội dung mà các bạn có thể đưa ra để nói về cái con đường đến với thành công của mình. Nghĩa là cái con đường mà đi từ điểm A đến điểm B ấy, nó sẽ cần những cái gì cụ thể của nó ra đây. Chứ đừng nói những cái điểm chung, người ta rất là khó hiểu. Đừng nói điểm chung là cần có sự chuẩn bị. Thế chuẩn bị cái gì? Để chuẩn bị tinh thần. Tinh thần cụ thể là gì? Tinh thần đối mặt với khó khăn, tinh thần đối mặt với chán nản, tinh thần đối mặt với những cái lúc mà chúng ta muốn buông bỏ. Đấy, những cái cảm giác tiêu cực. Đấy, nói rõ ra nhá. Đôi khi bạn viết nghị luận xã hội, các bạn cứ viết chung như thế thì các bạn viết làm cái gì? Đấy, đôi khi viết nghị luận xã hội mà cứ chung thôi. Trên con đường đến với thành công chúng ta cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì thì lại chẳng nó. Cái chuẩn bị là đúng rồi, nhưng cái chuẩn bị nó lại không được điểm. Đấy, cái chuẩn bị tinh thần nó mới được điểm. Cái quan trọng nhất là tinh thần thì bạn lại không nó. Đấy, xong chưa? Còn gì nữa không? Đấy, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn. Bởi vì con đường mình đến với thành công nó có phải là cái con đường bằng phẳng đâu. Nó có phải là cái con đường trơ láng đâu. Nó là cái con đường có rất là nhiều những ngập ghềnh, có rất là nhiều những sóng gió, có rất là nhiều những khó khăn, có rất là nhiều những thách thức. Không phải lúc nào chúng ta cũng bước đi một cách nhẹ nhàng, bước đi một cách dễ dàng. Đấy, đây, thành công nó là như thế này này. Điểm A đến với điểm B trong trí tưởng tượng của chúng ta là một con đường bằng phẳng. Nhưng mà lúc mà chúng ta đi thì nó gập ghềnh, lúc thì nó sóng gió, lúc nó quằn quèo. Đấy. Đấy, lúc thì nó đi lên, lúc thì nó đi xuống, lúc thì nó vòng vo đến cuối cùng mới đến được đây. Đấy, vậy bây giờ chúng ta đứng trước những gập ghềnh này chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần. Thế tinh thần gì? Đó chính là tinh thần đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, tinh thần đối chọi với những sóng gió, tinh thần vượt qua những khó khăn, vượt qua những gập ghềnh. Và trên con đường này chúng ta cần phải có sự kiên định. Đó, đúng ạ. Đấy, và chúng ta cần phải có một cái tư duy nhạy bén để xử lý vấn đề. Đấy, trên con đường đến với thành công là nó có những cái vấn đề đấy. Tự dưng nó có một cái tảng đá rơi xuống còng chân các bạn, chùn bước. Đấy, bước đi nặng nề, bạn sẽ có những lúc mệt mỏi đúng không ạ? Vậy bạn cần phải làm gì để vượt qua mệt mỏi? Đấy, cần phải làm gì để vượt qua mệt mỏi? Ok, đấy, ok, đối với cái đề này nếu như mà triển khai ra có nhiều ý lắm. Còn đối với bản thân cô thì cô sẽ triển khai theo hai ý thôi, đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, xúc tích thôi. Các bạn biết là ý gì không ạ? Có bạn nào trả lời được ý nào không? Nếu là cô khi đứng trước đề mở ấy, cô chỉ có hai tư duy. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn. Sẽ có một cái buổi gọi là tổng ôn, cô sẽ nói về các bạn về hai cái ý này. Tại vì buổi tối ngày hôm qua cô quên mất, cô không có nói cái cách tìm ý. Còn trong cái bài này á, bởi vì viết là đoạn văn thì nó sẽ không cho mình viết, nó sẽ không đủ dung lượng để mình viết quá nhiều. Cô chỉ triển khai theo hai ý thôi. Đấy, cô sẽ tặng cho những bạn nào một món quà. Cô sẽ tặng quà cho các bạn. Nếu như bạn nào nghĩ được là cô Dương sẽ xử lý hai ý gì, các bạn thử tư duy đi. Nào, ở trong đây cô Dương chỉ có thể xử lý cái đề này hai ý thôi. Đấy, con đường đến với thành công. Ok ạ, con đường đến với thành công là cô sẽ triển khai hai ý thôi. Đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, xúc tích thôi. Đó, xúc tích thôi. Nào, các bạn,
các bạn học nghị luận xã hội cô Dương lâu lắm rồi, đúng không ạ? Và đến bây giờ các bạn vẫn còn kiểu gì ấy. Đấy. Ừ. Các bạn cũng vẫn còn kiểu gì ấy. Ok. Nào, cô sẽ dành một món quà cho bạn nào có thể trả lời được cho cô Dương cái hai cái ý mà cô Dương sẽ triển khai. Đấy, và cô sẽ dành tặng cho bạn đấy một cái cỏ bốn lá. Đi đâu ạ? Đây, cỏ bốn lá may mắn nhá. Các bạn có thể làm lên nhẫn như cô Dương, hoặc các bạn có thể mic và đeo gắn thêm một cái móc để có thể đeo cổ. Nghĩa là các bạn bọc bạc xung quanh đây xong bạn đeo cổ. Bạn có thể làm lên nhẫn như thế này. Các bạn đeo cổ, đấy, một cái cỏ bốn lá may mắn. Các bạn thích cỏ bốn lá đúng không? Đây, cỏ bốn lá đây. May mắn đây. Đấy, nào, thử tìm xem nào. Nó tác động đến mình như thế nào và đến với xã hội ra sao? Nó đang nói là con đường đến với thành công mà, Hoàng Minh. Cái chỗ này là cô dạy rồi. Nếu như bạn nào mà để ý và bạn nào mà nhớ sâu một chút và bạn nào đang áp dụng và viết thì cô nói, nhớ không nhầm là cô nhắc đến 3 lần rồi, chứ không phải là một lần nữa. Cô nhớ là cái cách tư duy này nó cô đã nói 3 lần rồi trong cái chuỗi live stream mà cô hỗ trợ sách xanh này, chuỗi live stream về nghị luận xã hội ở buổi sáng. Cô đã nói 3 lần rồi chứ không phải là hôm nay mới nói. Chẳng qua hôm nay là nhắc lại, hôm nay là củng cố lại thôi. Đấy, cô nói rằng là khi mà các bạn đứng trước một cái đề mở hoặc là những cái đề mà bạn không tìm ra được hướng đi thì bạn chỉ đi cho cô hai hướng, đúng không ạ? Đấy, bạn đi cho cô hai hướng. Hướng thứ nhất là nghĩ về cái điều tích cực, cô nhớ không ạ? Nghĩ thứ nhất, đây để cái cỏ bốn lá đây. Đấy rồi, ôi quà như thế này mà không nhận thì phí quá. Đẹp lắm nhá, đẹp lắm, các bạn làm lên nhẫn, các bạn làm lên nhẫn đeo đẹp lắm. Đây này, làm lên nhẫn đeo như thế này này, đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà các bạn hình như là không muốn nhận hay sao ấy. Đấy, ok ạ, các bạn hình như là không muốn nhận hay sao ấy. Thứ nhất là các bạn suy nghĩ về những điều tích cực. Chắc chắn là trên con đường đến với thành công mình sẽ có phải những cái điều, có những cái điều tốt đẹp chứ. Chứ phải lúc nào nó cũng xấu đâu. Đấy, có nghĩa là trên con đường đến với thành công ấy, ở trên cái con đường mà mình đi ấy, sẽ có những lúc nó bằng phẳng, sẽ có những lúc nó trơn láng, sẽ có những cái lúc mà nó đúng như những gì mà mình mong đợi. Đấy, đúng ạ. Thì mình sẽ bước đi rất nhanh. Đấy, đúng ạ. Nó đúng như kế hoạch này. Nó đúng như kế hoạch này. Đấy, nó là những cái điều tốt đẹp này. Bởi vì đâu có những lúc nào đi chúng ta cũng có những cái xấu đâu. Còn lúc nào chúng ta cũng gặp những cơn mưa đâu. Có những lúc chúng ta gặp những ngày nắng chứ. Đấy, những cái ngày nắng thì chúng ta sẽ có thêm động lực để bước nhanh hơn, đúng không ạ? Đấy, nó có những cái điều tốt đẹp chứ phải lúc nào nó cũng xấu đâu, đúng không ạ? Không phải lúc nào nó cũng xấu đâu. Nghĩa là trên cái con đường mình đến với thành công ấy, nó sẽ có những điều tốt đẹp, nó có những ngày nắng, đấy, nó có những ngày gió mát, đấy, nó có những cái quãng đường mà nó bước đi rất êm ả, nó bước đi rất bằng phẳng, đúng không ạ? Thì lúc đấy mình sẽ phải đi nhanh hơn, mình sẽ phải chạy nhanh hơn. Đấy, mình sẽ phải nó là cái động lực, nó là cái niềm tin để cho chúng mình bước đi một cách rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, không phải con đường nào cũng có những thảm đỏ để chúng ta bước lên một cách dễ dàng, mà nó sẽ có những đoạn, đấy, có những quãng đường xấu, đúng không ạ? Nó sẽ có những quãng đường xấu. Đấy, quãng đường xấu ở đây đó chính là khó khăn. Quãng đường xấu ở đây đó chính là thách thức. Quãng đường xấu ở đây đó chính là những gập ghềnh, những sóng gió. Đấy, gập ghềnh sóng gió. Và khi đứng bước đi trên cái quãng đường xấu này, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đối mặt. Đấy, chúng ta phải cần phải có ý chí, chúng ta cần phải có sự kiên định, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có sự quyết tâm để vượt qua nó, đúng không? Vượt qua nó. Vậy thì cái chỗ này á, cô sẽ có hai cái nội dung để triển khai. Thứ nhất là cái con đường đấy nó bằng phẳng, cái con đường đấy nó dễ đi,
cái con đường đấy nó sẽ có những điều tốt đẹp, thì cái cách mà chúng ta đối diện là gì? Bên cạnh đó, con đường đấy sẽ có những quãng xấu. Vậy thì cái cách quãng xấu đấy là gì? Là những cái gì và cái cách mà chúng ta đối diện với nó? Khi mà chúng ta đi trên những cái con đường bằng phẳng thì cái cách mà chúng ta đối diện là chúng ta đi nhanh hơn, chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên có những đoạn mà nó xấu, nó có khó khăn, gặp những thách thức thì đòi hỏi chúng ta phải bước chậm lại, thận trọng hơn, quyết tâm hơn, bền bỉ hơn, kiên trì hơn với những mục tiêu. Đấy, đấy, cô chỉ triển khai mỗi hai ý đấy thôi, chả phải triển khai nhiều đau đầu. Đấy, cô không triển khai nhiều đâu, đau đầu lắm, mệt mỏi lắm. Cô chỉ triển khai mỗi hai ý thôi. Ý thứ nhất đó chính là con đường mà mình đến với thành công ấy, nó sẽ có những đoạn bằng phẳng, nó sẽ có những đoạn dễ đi. Và cái cách mà chúng ta đối diện trước những cái đoạn dễ đi đấy là gì? Là đi nhanh hơn. Đấy, là đi nhanh hơn, có động lực hơn. Đó. Và tuy nhiên thì sẽ có những lúc mà nó gập ghềnh, lúc nó sóng gió. Đấy, có những lúc khó khăn, thách thức thì cái cách mà chúng ta đối diện là gì? Chúng ta bước chậm lại nhưng không được từ bỏ mục tiêu. Chúng ta đi chậm lại, thận trọng hơn. Và chúng ta gì ạ? Phải nuôi dưỡng cho mình cái sự bền bỉ và kiên định để chúng ta không từ bỏ cái mục tiêu mà mình đã đặt ra chấm hết. Chả có cái gì mà phải viết nhiều. Đau đầu, mệt mỏi. Đúng chưa? Đau đầu, mệt mỏi. Thế thôi. Đúng ạ. Thế thôi. Thế thôi, đau đầu lắm. Chỉ có thế thôi. Cô không biết rằng là bạn Đỗ Thị Tuyết Nhi và bạn Hoàng Minh là comment trước khi cô trả lời hay là comment sau. Nhưng ở đây hiện tại cô chỉ có một cái cỏ bốn lá thôi. Cô sẽ tặng cho cái bạn mà trả lời, cô nhìn thấy comment trước. Thì bạn Tuyết Nhi là bạn trả lời trước. Bạn Hoàng Minh chậm tay một tí. Bạn Minh sau đấy khoảng tầm vài giây. Thế nhá, thì cô xin phép tặng cái cỏ bốn lá này cho bạn cái gì kia nhỉ? Bạn Đỗ Thị Tuyết Nhi. Nếu như mà em chưa có điều kiện để em lên nhẫn như thế này. Đấy, hoặc là em có thể mang ra, em có thể mang ra quán. Đấy, vàng bạc á, bảo người ta bọc lên nhẫn như thế này. Đấy, hoặc là bọc để cho thành cái móc treo ở trên cổ. Thì cô hy vọng rằng là mới cái món quà em làm như thế thì em có thể đeo được suốt đời luôn á. Đấy, cứ đeo ở bên cạnh, đây là ngọc. Thế nên là bạn cứ đeo ở bên cạnh mình thì càng đeo thì nó lại càng có giá trị. Thế nhá, thì hy vọng rằng là cái cỏ bốn lá này sẽ mang lại cho em cái sự may mắn trong kỳ thi sắp tới và trên cái con đường mà em bước sau này. Thế nhá, rồi cô cảm ơn cái bình luận của em. Đấy, cảm ơn em với những cái chuỗi ngày đồng hành cùng những live stream của cô Dương. Thế nhá, bạn Tuyết Nhi nhắn tin để cho cô tặng em món quà này nhá. Rồi, đấy, đôi khi nó chỉ đơn giản như thế thôi. Ok ạ, à? Đề đôi khi nó chỉ đơn giản như thế thôi, nó đâu có phải đau đầu đâu ạ. Đâu. Và cô nghĩ rằng là đối với tất cả đề mở ấy thì cô đều triển khai theo hai cái ý như thế. Đấy, hoặc chẳng hạn cái đấy đề mở nào cô cũng sẽ nghĩ ra hai cái hướng để đi. Hướng thứ nhất là những cái điều, đôi khi chúng ta gặp những điều tốt. Đấy thì chúng ta cần phải đối xử, cần phải phản xử lý cái những cái đấy như thế nào. Và đôi khi có những lúc chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta gặp những cái mặt những cái điều mà không đáng có. Đấy thì chúng ta cần phải đối mặt với như thế nào. Cô chỉ triển khai theo hai ý như thế thôi. Không cần phải mệt mỏi, không cần phải đau đầu, mà nó vẫn trọn vẹn được những cái mà các bạn vừa nêu trên đây. Đấy, những cái mà các bạn cần phải nêu trên đây. Xong chưa ạ? Cái hướng đi của cô nó đang là tổng quát và bao quát nhất có thể. Đấy thì các bạn cũng có thể tham khảo cái cách xử lý vấn đề trước những cái đề mở như vậy của cô nhá. Đó. Đấy thì hy vọng rằng là đối với buổi live stream ngày hôm nay thì các bạn cũng đã học thêm cho mình được một cái cách xử lý đề. Đấy, còn nếu như bạn không triển khai theo cái ý này, bạn có thể triển khai theo các nội dung. Đây đưa ra các nội dung ý 1, ý 2, ý 3, ý 4. Mình cần phải triển khai là gì? Đấy, nhá, cần phải triển khai nó là gì? Đôi khi nó chỉ đơn giản thôi mà các bạn đừng có nghĩ máy móc nó làm gì nhiều. Đấy, thế nhá. Vậy là cô đã cùng các bạn xử lý đề số 67. Và buổi sau thì chúng ta sẽ đến đề số 68. Ok ạ, à? Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ôn thi thật tốt. Đối với cái... ở quãng thời gian ít ỏi còn lại. Và tối nay, đêm nay 12 giờ chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau trong cái chuỗi 20 ngày ôn thi đồng hành cùng cô Dương với các sĩ tử 2K4. Thế nhá bạn nhé, 12 giờ chúng ta lại gặp nhau nhé. 12 giờ đêm á. Thế nhá. Đấy, 12 giờ đêm các bạn ôn tác phẩm, các bạn muốn phân tích tác phẩm thì 12 giờ đêm nhá. Rồi ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi live stream tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đến với fanpage vào những ngày còn lại. Ok, bye bye.